gọi nãy giờ mà không thấy siêu nhân Mã Đề đâu hết ta. Siêu nhân Mã Đề ơi, siêu nhân Mã Đề ơi, bạn ở đâu vậy? Ủa, Khoai Môn, bạn cũng đang cứu siêu nhân Mã Đề hả? Tôi cũng vậy nè, quả bóng của tôi bị dính trên cao quá mà tôi lấy xuống không được. Nhà tôi bị hư mấy tôn, sáng giờ tôi gọi siêu nhân Mã Đề đến sửa giúp tôi mà không thấy đâu. Nè, chào hai em. Hai đứa đang gọi ai mà ý ới vậy? Dạ, tụi em kiếm siêu nhân Mã Đề ạ. Mã Đề hả? Ủa, mà sao lại gọi là siêu nhân Mã Đề? Mã Đề hay lắm, thường giúp em và giúp cá lắm anh Huỳnh Đông ơi. Lần trước em bị sốt, Mã Đề siêu nhân biết và bay đến cứu em đó mọi người. Em cũng từng được Mã Đề giúp đỡ. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với. Ôi, cảm ơn siêu nhân Mã Đề nhiều lắm. À, thì ra Mã Đề vừa tốt vừa giỏi như vậy. Mấy em gọi Mã Đề là siêu nhân cũng đúng. Siêu nhân Mã Đề giờ hết giỏi rồi. Cứu tôi với. Ủa, Mã Đề, em bị sao vậy? Em đau quá, em bị sỏi bàng quang à. Thôi chết, siêu nhân mà bây giờ bị bệnh luôn rồi hả? Chờ chờ anh tí, Khoai Môn giúp cá, mau chạy đi kêu đốc tổ khỏe tới đây giúp Mã Đề liền đi. Cảm ơn hai bạn nha. Mã Đề bị sỏi bàng quang hả? Tội nghiệp chưa. Đốc tổ khỏe, đốc tổ khỏe coi có cách nào giúp bạn Mã Đề đi, chứ bị sỏi bàng quang là đau lắm đó. Đương nhiên là có rồi. Đó chính là dùng 30g Mã Đề, 30g giúp cá và 30g kim tiền thảo. Mỗi ngày sắc một thang, uống 2 lần, uống liên tục 5 ngày sẽ đào thải sỏi ngay nha. À, thì ra là vậy. Đúng là siêu nhân có khác nha, tự mình chữa bệnh cho mình luôn. Theo đồng y, cây Mã Đề có vị ngọt, tính hàn, tác dụng khử nhiệt. Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng Mã Đề chứa nhiều protein và các dưỡng chất cần thiết khác như là beta-carotene, vitamin, canxi. Chà chà, Mã Đề có nhiều dưỡng chất như vậy, tốt cho sức khỏe là đúng rồi. Em đúng là siêu nhân luôn đó. Em không ngờ em kết hợp với bạn giúp cá lại có thể tạo ra được một vị thuốc hay như vậy. Nhưng mà đốc tôi khỏe nè, mình có lưu ý gì khi sử dụng Mã Đề làm bài thuốc không vậy? Có đó Quỳnh Đông. Phụ nữ mang thai và người già hay đi tiểu đêm nhiều, thận kém thì không nên dùng. Dạ rồi, Quỳnh Đông sẽ nhớ những chi tiết này. Quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý nha. Ngoài ra, khi sử dụng Mã Đề, chú ý kiêng chất kích thích gây nóng như là rượu, bia, cà phê và các loại gia vị nóng nha. Dạ, Quỳnh Đông cảm ơn Dr. Khỏe về những thông tin rất thiết thực và bổ ích này. Đây đều là những việc Dr. Khỏe cần làm. Mà Mã Đề về nhà uống thuốc nghỉ ngơi nha. Là siêu nhân, muốn đi giúp đỡ cho người khác, trước tiên là phải khỏe mạnh biết chưa? Dạ, con biết rồi thưa Dr. Khỏe. Sức khỏe là quan trọng lắm ở nhà Mã Đề. Nhưng mà trước khi nghỉ ngơi á, thì chúng ta hãy cùng chào tạm biệt quý vị khán giả đã chứ, đúng không? Và Quỳnh Đông và Dr. Khỏe cùng em Mã Đề xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye khán giả. Hẹn gặp lại quý vị nha.